Chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đến với phần 2 của cửa sổ công nghệ trên FBNC. Quý vị thân mến, mở đầu chuyên mục công nghệ tuần qua, như thường lệ sẽ là phần điểm tin công nghệ, cập nhật những thông tin nóng và hấp dẫn nhất. Mở đầu là thông tin hôm 28 tháng 2, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị triển khai ISO điện tử và khai trương hệ thống phục vụ đăng ký kinh doanh tại nhà. Loạt sự kiện này mở màn cho nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính của thành phố. ISO điện tử là giải pháp do Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng để thống nhất 3 chương trình lớn về cải cách thủ tục hành chính là đề án 80 về cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng tiêu chuẩn ISO 9001-2008 và ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động các cơ quan. Với việc chuyển ISO từ thủ công trên giấy sang điện tử, quy trình xử lý thủ tục biểu mẫu điện tử trên toàn thành phố được thống nhất, người dân sẽ dễ dàng theo dõi tiến trình thực hiện hồ sơ. Đồng thời, các lãnh đạo ban ngành và thành phố dễ dàng tra cứu giám sát, thậm chí chỉ bằng thiết bị di động. Được triển khai từ năm 2013, thành phố đã thống nhất quy trình ISO điện tử của 22 quy trình thủ tục trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh. Năm nay, thành phố sẽ đưa vào vận hành ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng điện tử theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 tại Ủy ban Nhân dân 24 quận huyện. Cùng với đó là hàng loạt mục tiêu lớn về ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống hành chính. Năm nay đó thì vẫn tiếp tục làm sao cho phát triển cái số lượng dịch vụ và công đó. Cái việc thứ hai đó là cái chuyện mà tôi nghĩ là rất khó và cũng hết sức quan trọng là liên thông kết nối các cấp chính quyền theo chiều dọc, tức là Ủy ban Nhân dân thành phố, sở ngành, quận huyện, phường xã, thị trấn, rồi theo chiều ngang. Cái mục tiêu thứ ba đó là cho đến giờ này đó thì tất cả các ứng dụng đó chủ yếu là trên máy tính, thì năm nay chúng tôi chuyển toàn bộ cái đó lên trên thiết bị đầu cuối di động. Cùng với áp dụng ISO điện tử, đầu năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố bắt đầu triển khai phục vụ đăng ký doanh nghiệp tại nhà cho các doanh nghiệp có nhu cầu thành lập mới trên địa bàn. Chỉ cần máy tính nối mạng Internet, cá nhân tổ chức có thể soạn thảo hồ sơ thành lập mới doanh nghiệp trực tiếp thông qua cái ứng dụng tại trang thông tin điện tử của Sở, tương thích được với nhiều trình duyệt khác nhau như là Internet Explorer, Chrome hay là Firefox. Không phủ nhận những tác động của tình hình kinh tế và mức độ đầu tư cho công nghệ thông tin của doanh nghiệp trong thời gian qua. Tuy nhiên, các đơn vị cung cấp và phân phối giải pháp nền tảng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp vẫn lạc quan vào nhu cầu của thị trường. Theo đánh giá của FPT Trading, năm 2014 là thời điểm chín mùi của thị trường các giải pháp nền tảng công nghệ chuyên sâu, sau khi các doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều năm đầu tư vào hệ thống quản trị nguồn lực ERP. Khó khăn kinh tế thậm chí còn thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào các giải pháp về dữ liệu để tận dụng tối đa nguồn lực của mình. Cũng có những cái khó khăn trong cái nền kinh tế nhất định, ảnh hưởng nhất định, nhưng tôi tin tưởng rằng là trong cái bối cảnh mà nền kinh tế khó khăn thì cái việc mà đầu tư vào những cái hệ thống thông tin để quản lý và sử dụng tận dụng các cái nguồn lực một cách hiệu quả hơn, tích cực hơn, cạnh tranh hơn thì là cũng vẫn là cái nhu cầu của các doanh nghiệp. Trong cái xu hướng hiện tại thì các cái việc tích hợp và quản lý các cái hệ thống thông tin cũng như là sử dụng các cái dữ liệu đưa ra dùng trên các cái điện thoại thông minh tích hợp thuận tiện hơn cho người dùng thì tôi nghĩ rằng là sẽ là cái hướng phát triển rất là tốt. Để đẩy mạnh khai thác thị trường, vào ngày 4 tháng 3, SAP và FPT Trading đã ký kết các hợp tác thỏa thuận phân phối bộ giải pháp nền tảng công nghệ, bao gồm giải pháp chuyển đổi và di trú dữ liệu, cơ sở dữ liệu, đồng bộ dữ liệu, hệ thống báo cáo phân tích và giải pháp cho nền tảng di động. Chúng tôi dự đoán các giải pháp cơ sở dữ liệu sẽ tăng trưởng bình quân 16% một năm. Thị trường các giải pháp phân tích sẽ tăng trung bình 17% một năm trong 2 năm tới. Nguyên nhân đã có nhiều doanh nghiệp Việt Nam triển khai ERP, vì vậy thị trường đã dần dần phát triển và phát sinh các giải pháp thượng tầng khác. Ngoài ra, các doanh nghiệp có nhu cầu rất lớn đối với các giải pháp phân tích, vì nó sẽ giúp nắm bắt thông tin để đưa ra các quyết định kinh doanh nhanh hơn, chính xác hơn. SAP và FPT Trading hy vọng, sau cuộc hợp tác, các giải pháp nền tảng SAP sẽ được phân phối sâu đến các tỉnh thành nhỏ và đến nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ hơn nữa. Tháng 2 vừa rồi, đoàn các chuyên gia của Google đã có chuyến làm việc đến các nước Đông Nam Á để huấn luyện các kỹ năng sử dụng công cụ Google hỗ trợ cho công tác báo chí. Tại Việt Nam, Google đã có buổi huấn luyện đối với một số cơ quan báo chí như VTV, Thông tấn xã Việt Nam, VN Express, Thời báo Kinh tế Sài Gòn và kênh truyền hình kinh tế tài chính FBNC. Chúng tôi hiểu rõ các nhà báo rất bận rộn và có rất ít thời gian để dành cho việc học thêm những kỹ năng mới. Vì thế, mục tiêu trong chuyến làm việc lần này của chúng tôi chính là đào tạo,
Các buổi đào tạo của chúng tôi giới thiệu đến đội ngũ làm báo những công cụ sẵn có, miễn phí và rất dễ sử dụng, giúp cho người làm báo tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả. Với những công nghệ sẵn có của Google, người làm báo có thể bớt đi nhiều việc nặng nhọc và có thể tập trung sâu vào đề tài mà mình thực hiện. Tại các buổi đào tạo, các chuyên gia Google đã hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm chuyên sâu trên công cụ tìm kiếm của hãng, cách sử dụng Google Public Data và Google Trends. Không chỉ dành cho báo chí, mà bất kỳ ai muốn tìm hiểu các kỹ năng này đều có thể truy cập vào google.com/mediatool. Vào ngày 27 tháng 2, trang thông tin điện tử về lĩnh vực khởi nghiệp công nghệ tại châu Á, Tech in Asia, đã có buổi gặp gỡ trao đổi đầu tiên trong năm 2014 tại Việt Nam về chủ đề thị trường mua hàng theo nhóm. Ông Nguyễn An, CEO của Hot Deal đánh giá, sau thời gian bùng nổ mạnh mẽ, thị trường dịch vụ mua hàng theo nhóm qua mạng đã thay đổi, không còn nét đặc trưng ban đầu, mà tích hợp nhiều đặc điểm của các loại hình thương mại điện tử khác. Số lượng website kinh doanh dịch vụ này cũng giảm mạnh, thị trường chỉ còn ít doanh nghiệp có tên tuổi tiếp tục đứng vững và phát triển. Ông An cho rằng, cơ hội để cho đơn vị mới tham gia vào thị trường này hầu như rất khó. Nhưng nếu tìm một hướng đi hay mô hình kinh doanh nào khác, thì cơ hội khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử Việt Nam rất lớn. Đối với các bạn startup, thì thị trường thương mại điện tử thì nó còn rất là rộng, nó còn rất là nhiều. Đối với những startup nhỏ thì sức mình nhỏ, tiền mình nhỏ. Thì cái lời khuyên tốt nhất của mình đó là nên tìm kiếm cho mình một ngành hàng. Mình am hiểu ngành hàng đó. Mình tập trung vào ngành hàng đó, mình khai thác. Thì mình có cơ hội để là lead in. Ông Hồ Quang Khánh, CEO của Cùng Mua và Nhóm Mua cho rằng, với vốn ít, giới trẻ có thể tìm những sản phẩm độc lạ để bắt đầu kinh doanh trên mạng. Những bạn trẻ mà nhảy vào lĩnh vực này với số vốn ít thì vẫn có thể làm được, nhưng mà phải tìm một cái ngách nào đấy với những cái sản phẩm nào đó độc đáo hơn. Hồi nãy mình có chia sẻ với lại một vài bạn ở đây là vẫn có thể làm được, nhưng mà phải có hàng độc. Bây giờ là một là bỏ rất là nhiều tiền vô để có được traffic, để có được người sử dụng, để biết đến cái thương hiệu của mình. Hai là phải có được những cái mặt hàng rất là độc đáo và mang lại giá trị tốt nhất cho người sử dụng. Cũng tại buổi gặp gỡ, nhiều công ty khởi nghiệp dưới 2 năm tuổi cũng đã có dịp giao lưu và trao đổi kinh nghiệm và quảng bá sản phẩm của mình. Quý vị thân mến, mạng xã hội là thị trường hấp dẫn với nhiều người trong ngành công nghệ và các doanh nghiệp tại châu Phi cũng không ngoại lệ. Mặc dù còn nhiều hạn chế về cơ sở hạ tầng, về độ phủ của Internet, nhưng mạng xã hội tại đây cũng đã bắt đầu được phát triển. Trong sự kiện tuần lễ truyền thông xã hội tổ chức tại Nigeria mới đây, đã xuất hiện rất nhiều những ý tưởng sáng tạo đầy tiềm năng. Tham gia tuần lễ truyền thông xã hội năm nay tại thành phố Lagos, Nigeria là những doanh nhân, blogger, chuyên gia về mạng đến từ khắp nơi trên thế giới. Chủ đề được mang ra thảo luận cũng rất đa dạng, kinh tế, chính trị, khoa học, công nghệ, đến tiếp thị, thậm chí có cả giải trí và giáo dục. Chị Erica Remento, một nhà tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, đồng thời cũng là đại sứ của chiến dịch toàn cầu Women of Color, đã chia sẻ với các nhà kinh doanh trong lĩnh vực này về tầm quan trọng của mạng xã hội. Theo Erica, mỗi cá nhân cũng đóng vai trò không nhỏ. Thoạt đầu tôi có chút lo lắng, không biết phải đi theo hướng nào, cũng không có cái nền tảng tổng quát mà tôi chỉ theo những gì mình muốn. Vì thế tôi đã tìm đến những chuyên gia để học hỏi, đồng thời tham khảo cách kinh doanh của những người đi trước để chọn cho mình một cách tốt nhất. Tuần lễ truyền thông xã hội cũng nằm trong kế hoạch nhượng quyền toàn cầu tại 23 thành phố lớn, trong đó Lagos là thành phố đầu tiên của châu Phi đăng cai sự kiện này. Theo nghiên cứu của đơn vị tư vấn McKinsey & Co, đến năm 2025, nền kinh tế của lục địa đen sẽ tăng thêm 300 tỷ đô la Mỹ nhờ vào lượng thời gian truy cập Internet của người dân. Obi Asika, Chủ tịch tuần lễ truyền thông xã hội cho biết, mục đích của sự kiện này là quảng bá tính hiệu quả của mạng xã hội. Điều gì sẽ xảy ra khi cả 1 tỷ người dân châu Phi liên lạc với nhau qua điện thoại di động và Internet? Làm thế nào mà châu Phi tận dụng hết những lợi ích của công nghệ mới? Nó tác động như thế nào đến đời sống của người dân, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, đời sống kinh tế, xã hội? Đó là những vấn đề mà chúng tôi muốn thảo luận tại sự kiện này. Alan Ketaka, đồng sáng lập của Kemki.com, website kinh doanh thời trang cho rằng, không nên hạn chế khả năng của các trang mạng xã hội, nhưng cũng cần phải vạch rõ ranh giới sử dụng nó. Mọi người đều có thể sử dụng mạng xã hội vì nó không giới hạn mà. Chỉ có điều là sử dụng nó như thế nào và nhận thức những gì bạn thấy trên đó như thế nào thôi. Thời điểm này, người dùng mạng xã hội không thể phân biệt được đâu là lời nói thù hằn, đâu là sự tự do trong việc biểu lộ cảm xúc. Đó là vấn đề tôi e dè khi mọi người biết được sức mạnh thật sự của nó và ngày càng biết rõ sự ảnh hưởng của nó. Người dùng mạng xã hội tin rằng sự cải tiến của dịch vụ Internet băng thông rộng tại Nigeria và một số quốc gia khác của châu Phi sẽ giúp người dân phát huy hết công dụng của mạng xã hội. Hiện tại chỉ có 16% dân số châu Phi sử dụng Internet.
Quý vị thân mến, phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục công nghệ tuần qua. Trong chuyên mục tiếp theo, ai làm gì ở đâu? Sẽ là cuộc trao đổi với đại diện Chi hội An toàn thông tin của NISA phía Nam về dự báo tình hình an toàn thông tin trong năm 2014.